kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2021. Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được tiếp tục cập nhật tình hình giá sầu riêng tại các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ để cho bà con mình tham khảo nha. Thì hôm nay đó giá sầu riêng là bình ổn so với ngày hôm qua, nhưng mà so với những ngày trước đó bà con thì giá sầu riêng hôm nay đã là khá là tốt rồi ha. Cho nên là cũng rất là mừng cho bà con mình. Tuy nhiên bà con cũng lưu ý là hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp và rất là nguy hiểm luôn. Cho nên bà con phải cố gắng thực hiện đúng và đủ 5K cũng như là tiêm phòng vaccine đầy đủ để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình của mình là điều trên hết nha bà con. Quay trở lại giá sầu riêng thì bà con cũng lưu ý dùm kênh Nhà Nông Miền Tây. Giá kênh Nhà Nông Miền Tây gửi đến quý bà con là giá để bà con tham khảo. Tuy nhiên sẽ có sự chênh lệch nhất định từ 1 đến 2.000, thậm chí có nơi là 3.000 đồng. Tùy theo lái, tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần, dễ hay khó mà sẽ có cái sự độ chênh lệch đó ha bà con ha. Rồi, giá sầu riêng ngày hôm nay như sau. Ở khu vực miền Tây Nam Bộ, sầu riêng ri 6 mua xô từ 28 tới 33.000, hàng đẹp từ 34 tới 40.000, sầu riêng Thái mua xô từ 35 tới 40.000, hàng đẹp từ 40 đến 46.000. Ở khu vực miền Đông Nam Bộ, sầu riêng Thái mua xô từ 32 tới 38.000, hàng đẹp từ 38 tới 44.000, sầu riêng ri 6 mua xô từ 22 tới 28.000, hàng đẹp từ 29 tới 38.000. Trên đây là giá sầu riêng của ngày hôm nay. Ngoài giá sầu riêng ra thì kênh còn có cập nhật nhiều loại giá khác, cho nên bà con có thể đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây để chúng ta có thể theo dõi thêm những nội dung hấp dẫn khác nha. Cảm ơn bà con rất nhiều và xin kính chào.